Ok và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình là Thành Easy đây. Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Dragon City nhé. Và nếu anh em nào thích video này, hãy lại cho mình một like cũng là comment xuống dưới video. Nó sẽ là cái động lực rất lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa trong tương lai nhé. Và nếu video được 1000 like thì ngày mai chúng ta sẽ tập mới nhất của Dragon City nha anh em. Chúng ta sẽ bắt đầu thôi nào, let's go. Ở đây đang bán con 2 Nucleus Dragon. Con dòng này là một con dòng Heroic lâu đời. Chắc là phụ đua lần 2 hay lần 3 gì đấy anh em ạ. Rất là đẹp. Ở đây nó sẽ có thêm cái gì đấy, Black Magic Spell. 10 Black Magic Spell không biết để làm gì. Black Friday à? Thứ 6 đen tối à? Sao màu đen xì vậy ra? 500.000 sẽ được phút nhân 20m và 20 cái đồng xu gì đấy đây. Nhiều dã man thế. Major Coin. Sự kiện mới anh em ạ. Sự kiện mới. Tôi xem nào. Ok, sự kiện này chắc là lớn đây anh em. Wow, có rồng mới anh em ơi. Kiếm được cái Black Magic anh em nhá, ma thuật đen, bằng cách là từ một cái sự kiện đảo rồng từ ngày 19 đến ngày 30. Một sự kiện nữa là đảo 21 đến ngày 26 và một đảo gió là 26 đến 30. Hình như kiếm cái Black Magic để triệu hồi ra con Titan cộng với Heroic anh em ạ. Hay chà chà chà. Nhìn đẹp quá. Đẹp quá anh em. Chúng ta sẽ lấy con này nhá. Wow, ngon đấy. Đây này. Đây này, đây chính là nó này. Có tất cả là 11 ngày 600 cái orb đấy. Ui, ngon thế. Con rồng mới anh em ơi, không chơi là không được đây. Sự kiện Black Magic ở nó ở trên này anh em ơi. Chúng ta thu được đủ 600 cái Black Magic Spell, cái huyền chuông. Chúng ta sẽ được con 2 Orcus Titan. Wow, ngon thế. Còn nếu mà được 20 cái được cái gì? Được cái hòm của Orcus Titan, trong ấy có thể chứa được con 2 Titan hoặc là con Comet. Hoặc là 3 con luôn á, hay là 1 trong 3. Ồ, vãi đạn, 20 cái đã được con ngon này. Xịn thế nhở, sự kiện lần này bá đạo thế. Ui, sự kiện này bá đạo, hạt đạo thế nhở anh em. Phải nói cực kì bá luôn ý. Quá là xịn sò luôn anh em ạ. Vì thế chúng ta cần phải chơi gọi là tập trung tối đa hết sức lực vào cái chơi sự kiện này nhá. Tại vì có quá nhiều con ngon đấy. Quá nhiều con ngon để ta sẽ lấy được. Xem quảng cáo thì tôi sẽ có thể lấy được cái con này 5 mảnh thôi, không nhiều lắm. Tôi thấy ngon rồi. Đây, sự kiện cuốn sách rồng ạ. Wow, nó chi. Rồi, choáng đầu thật sự anh em ạ. Sự kiện này choáng đầu thật sự luôn. Uầy, vãi nhái thật. Thề đầu óc tôi đang căng cả lên đây. Vãi. Cái những con rồng gì? Đấy là một con Legendary, con Masked Raider. Con này không lấy làm gì này, con này rất là đắt. Chắc chắn nó rất là đắt luôn. Đây, có thể mở cái lồng cho nó cũng được. Có hòm Legend, có hòm Heroic. Có hai hòm Heroic. 20 coin, 40 coin. Như này sẽ được có tổng cộng là 40 điểm. Wow. Nhưng mà mình không muốn lấy con này, mình muốn lấy con mới anh em à. Đây là con mới này anh em ơi. Alchemist Pháp sư hệ lá luôn anh em ạ. Pháp sư chơi hệ lá luôn. Có một con rồng khá đẹp là con Diablo. Chúa quỷ à? Anh em nhớ là game Diablo không? Chính là nó đấy, Diablo. Một con mới nữa là con Coven. Tỏa sáng băng ạ, tinh thể băng. Có thanh kiếm này. Ồ, sự kiện này ngon ghê anh em ơi. Tôi cần phải xem hướng dẫn để chơi sự kiện này. Đây là một sự kiện cực lớn. Một sự kiện gọi là vĩ đại luôn đấy. Wow, thật sự là đã luôn anh em ơi. Chúng ta sẽ có Black Magic Ritual. Phải chơi cái này để kiếm cái coin đã nha. Yeah. Tuyệt vời đấy. Xịn thế nhở. Sự kiện này không chơi thì hơi phí. Sự kiện này không chơi thì là quá phí anh em ạ. Quá là phí phạm luôn. Ok. Chúng ta sẽ có Aurora Borealis như thế này. Rồi chúng ta sẽ có Poor Energy. Tấn công hai anh em ơi.
chúng ta sẽ mở ra hòm nha anh em, mở hòm ra nha. Trong hòm có gì đây? Có con Drake Dragon Octopus Swing, cái này là 3 tiếng nữa mình sẽ tiếp tục chơi nha anh em. Ok, let's go nào. Chiến thôi. Pure Energy Mewtwo Super Mega. Bình tĩnh bạn ơi. Tôi hoàn toàn có thể đấm được bọn này rất nhanh để có thể lấy được cái con rồng mới ấy. Em bạn có con rồng xịn. Đây, chia lại con này. Oscar Finally gì đó. Nhìn khá đẹp nhỉ. Không hề tệ một chút nào đâu, đúng không? Teo. Rồi chúng ta sẽ mình đang đánh cái kia, mình đang mê quá anh em ạ. Hải đang đánh chiến. Nhưng nhìn chung là sẽ có rất nhiều cái op phải 600 cả. Khởi kiến qua 600 cái bây giờ. Nó cả là một cái vấn đề cực lớn nha anh em. Đổi lấy con này á, nghỉ ngay. Tôi mình cũng có cái đấy rồi anh em ạ. Tôi chẳng cần cái con quái nữa. Nào, Master Legion đánh tí nhá. Đi vào đường quyền cái và kiếm thêm game phát anh em ơi. Đang hết game rồi. Đây, chiều này trước đi á. Đơn giản, như đan rổ. Ninja Star. Ngôi sao ánh sáng. Hút cái à? Chú muốn hút cái à? Đấm luôn thôi. Full Energy à? Tấn công nào. 86.000 máu. Rồi đấy, chúng ta sẽ có đó chính là 3/20, 40 và à, có một con Imprivus gì đó đây. Nhìn đẹp ghê. Ninja nào, tấn công luôn. Phi tiêu. Pisat GGA. Pisat GGA luôn. Này sẽ là 41.513 máu. Ok bạn ơi, đấm gái bạn chết rồi, bạn sao mà đỡ được tôi. Nó sẽ có là 6/20. Đánh này thì thoải mái đi anh em. Team mình rất là mạnh với team level 70 mà, nên không có gì khó khăn đối với chúng ta cả. Chibi Charm. Ok, 49.000 à. Sandstorm, bão cát sa mạc. Tiếp tục một chiêu nữa. 85.000 máu. Sagrado. Aurora phát này. Tấn công thôi bạn. Một đòn nữa là nó sẽ bị hủy diệt rồi. Ok, chúng ta sẽ có là 9/20. Đánh cái khá nhanh. Một mình con 70 mình cân cả team nó. Không có gì khó khăn, một mình cân cả team luôn này. Donald Trump cân cả team. Nhưng mà Donald Trump đang bị thua bầu cử anh em ạ. Bây giờ không còn bá đạo nữa rồi. Ấy. Thế con này có rồng này tên là President anh em ạ. Con này có tên là rồng tổng thống cơ. Ấy. Amuka Akuma gì đấy đây. Cho từ áo sử dụng nước này. 72.000 máu. Yes. Khỏe thật. Nó sẽ có là 10. 12/20. 60 à. Skip à. Ui, cái này yếu này. Yếu quá. Thế yếu quá anh em. Mình đánh đơn giản nó thắng được cái team này. Nhờ. Quá dễ chơi. Rồi. Con này thì sao? Cứ mỗi con một đòn thôi. Tất cả đều level 20 ạ. Thế sao cho level thấp vào đây nhờ? Mất công, mất thời gian ra. Không giải quyết được vấn đề gì cả. Rồi, chúng ta đã xong một cách cái này chưa? Mình có 10-15 thôi. Thêm trận nữa. Ôi, mình còn quên chưa nhìn ra anh em ơi. Ok, 84.000 máu. 30.000 nè. Block rồi. Sandstorm. Đó.
Rồi, Ninja Star. Đấm phát nữa. Naruto. Naruto, Naruto thì mình cũng hạ thôi anh em nhá. À, thì sẽ có là 10, 18, 20. Xong rồi, thì mình sẽ đánh cái League Battle này cái, kiếm game cái. Đang hết game rồi, tôi kiếm vài chục game để làm nhiệm vụ cái anh em nhá. Kiếm thêm chứ tí game làm nhiệm vụ cái nhỉ. Thua lại. Rồi, chờ tiếp nha anh em. Wolfish một phát này. Victory claim này anh em ơi. Chúng ta sẽ có thêm một đấm này. Wolfish này, Bullseye này, Giant Cloud. Đấm một cái đơn giản như đan rổ. Một đấm nữa, một tấn nữa. Một đấm nữa là xong phim. 68.360. Xong rồi đấy nhá. Thắng hết cái này chưa? Còn một trận nữa anh em ạ. Còn một trận ở trong cái phần này nữa cơ. Đánh nốt, làm nốt nhiệm vụ là xong. Chiêu này chiêu vô cực. Hệ pua, khắc hệ cả mấy con này luôn. Con này không bị khắc chế được. Hệ nó là hệ không gian mà mình không biết tên cái hệ này là hệ gì cả. Rồi, chúng ta đánh xong 3 trận rồi. Các trận ở trong này đã xong nhá. Bây giờ xem quảng cáo thôi và tập trung chơi sự kiện là cuốn sách rồng nha anh em. Và rồi, chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào lại anh em trong tập kế tiếp nhé. Bye bye.